Hello everybody, and nice to see all of you again at a special series of video about nest house and greenhouse in Israel. Okay, I'm so happy when to see all of you again, okay? Yes, and you can see that right now I'm living at the nest house of banana in at a kibbutz and Kamen, okay? And everything is totally new, okay? The new generation of banana is still young, maybe teenager, and the new building, new architecture of nest house. Okay, and right now, for all my Vietnamese friends can understand clearly what I mean, I would like to speak Vietnamese. Okay, so như bạn cũng thấy, mình đang đứng tại một cái hệ thống nhà nest house dành cho trồng chuối. Thì các bạn có biết là ở Israel gần như tất cả mọi loại cây trồng đều sẽ được trồng trong những ngôi nhà bằng lưới hoặc là nhà bằng ni lông, và cao cấp hơn là nhà bằng kính, ứng dụng công nghệ để mà giúp tăng năng suất và tạo một điều kiện thuận lợi nhất cho cây trồng. Và nhà lưới là phổ biến nhất cho những diện tích trồng trọt lớn và giống như trồng chuối chẳng hạn. Ok, chúng ta cùng điểm qua sơ lược một chút thông tin về cái hệ thống nhà lưới được xây dựng như thế nào. Ok, một trong những cái coi biết là như cái diện tích farm này là cũng phải gần 1 hecta. Gần 1 hecta thì luôn có một hệ thống đường giao thông cơ bản chạy xuyên dọc cái nhà lưới để tiện cho việc vận chuyển, thu hoạch cũng như là các cái công tác khác cho các cái xe máy cày, xe tải có thể đi sâu vào bên trong nhà lưới. Ok, nền tảng chủ đạo của hệ thống nhà lưới đó chính là các cái cột, các cái thanh cột thép, thép như thế này. Ok, các bạn cũng thấy rất là cứng, rất là chắc. Thì móng, nền móng của chúng là một cái lớp bê tông ở bên dưới. Thì những cái thanh là những thanh rỗng, trên cái nền móng bê tông này người ta sẽ có cắm một cái thanh sắt, rồi có thanh sắt lồi lên, rồi chúng ta chỉ cần cắm cái cọc bê tông này vô. Tiếp theo đó là hệ thống các dây cáp. Ok, các cái thanh cọc sắt này sẽ được nối, cọc thép này được nối với nhau bằng hệ thống dây cáp rất là cứng chắc, đảm bảo tính liên kết và cái tính bền vững của hệ thống nhà lưới. Ok, thì các cái dây cáp này nó sẽ được cắm xuống dưới đất, được neo lại có cái cặp ở dưới đất. Ok, sau đó chúng ta chỉ cần phủ lưới lên và lưới sẽ được giữ chặt vào trong dây cáp bằng những cái thanh thái không biết nói như thế nào, nhưng mà giống như những cái kim khâu giúp liên kết những cái lưới lại với hệ thống cáp. Ok, và cả một cái công trình vĩ đại về hệ thống nhà lưới cơ bản là như vậy. Thì các bạn biết là xây dựng lên một cái nhà lưới trên một diện tích rộng cả hecta là một vấn đề không hề đơn giản. Rồi trong điều kiện khắc nghiệt khí hậu Israel, về gió nhiều rồi mưa nhiều, thậm chí nắng nhiều, thì làm sao để mà đảm bảo tính bền vững của một cái hệ thống, một cái kiến trúc như thế này mà tồn tại theo thời gian cũng phải 5 đến 10 năm. Thì thật sự đây là một cái người ta phải bỏ ra rất nhiều chi phí và công sức để xây dựng nên cái hệ thống nhà lưới như thế này. Ok, một trong những điểm đáng chú ý trong hệ thống này đó chính là hệ thống ống nước dành cho tưới tiêu. Thì các bạn thấy là đối với chuối ở đây thì toàn dùng hoàn toàn bằng hệ thống tưới nhỏ giọt. Sẽ có một đường ống chính chạy dọc và chạy dọc quanh cái nhà lưới. Rồi từ đường ống này người ta đẻ nhánh ra các cái ba, như ở đây bạn thấy là người ta sẽ chia ra ba nhánh ống nhỏ đi dọc cho các cái gốc cây chuối để mà tưới nước cho nó. Thì bên trong lòng cái ống này các bạn sẽ thấy có những cái ripper, những cái chỗ tưới nhỏ giọt ra, rồi bộ nó che hết rồi, không biết cái ripper đây, các bạn có thấy đây là một cái ripper. Sợ là nó hơi tối quay không thấy được. Ok, mặc dù là chi phí rất là đắt đỏ và công sức để mà xây dựng nên cái hệ thống nhà lưới như này cũng rất là tốn rất nhiều công sức, nhưng mà ở Israel người ta vẫn tiếp tục đầu tư và thực hiện. Bởi vì những nguyên nhân sau, thứ nhất là ở đây gió rất là nhiều, gần biển gió rất là nhiều. Nếu mà không có hệ thống nhà lưới để mà cản bớt gió thì gió sẽ làm rách hết các cái lá chuối, lúc đó làm cái cây chuối nó sẽ giảm năng suất. Ok, thứ hai là mưa,
Mưa ở đây cũng khá lớn, sẽ rửa trôi hết đất đai đó, nên người ta với hệ thống nhà lưới như này thì nó cũng giảm cái sự ảnh hưởng của mưa. Rồi các vấn đề khác như về côn trùng, về động vật phá hoại, và đặc biệt là vào mùa khô, khi mà gần như suốt 7 8 tháng trời không có mưa thì hệ thống lưới này cũng giảm sự bốc hơi nước ở bên trong cái farm chuối này, đảm bảo cho việc giữ độ ẩm cũng như là chống mất nước, để mà từ đó thì dẫn đến một cái giải pháp cuối cùng là một cái kết quả cuối cùng là sản lượng cây trồng sẽ tăng cao, và chất lượng của sản phẩm nông nghiệp cũng cũng được đảm bảo. Và đặc biệt các bạn thấy là toàn bộ hệ thống được thiết kế rất là chắc chắn và hoàn toàn tự động, cái hệ thống tưới tiêu nên là giảm nhân công, gần như ở đây người ta chỉ tốn nhân công cho việc nhổ cỏ, phun thuốc diệt cỏ, rồi chăm sóc cây chuối và thu hoạch, còn lại các vấn đề khác không phải tốn nhân công. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Và đó là một chút sơ lược về hệ thống nhà lưới mà đặc biệt như Thái đang ở Enkerman, là nhà lưới dùng để trồng chuối tại Israel. Thank you so much and see you at the next video. Bye bye.